Cô ơi, cô nhầm rồi cô ơi. Em lên đây. Ok, cô đấy, cô làm cái gì thế? Thầy cho em đi nhờ một đoạn. Đang có cái thằng thần kinh dở hơi nó chờ em ở ngoài cổng trường. Em sợ là em không giữ được bình tĩnh ẩu đả đấy mất hay. Thầy cho em đi nhờ một đoạn. Đây, đây, này, này cô Linh. Đến bao giờ cô hết gây sự hả? Mà cô còn nhiều ân oán giang hồ như thế, cô còn làm giáo viên làm cái gì? Không phải là ân oán giang hồ, mà là ân oán tình thù. Báo cáo với thầy là có thằng người yêu cũ của em nó chờ em ở ngoài cổng trường. Bây giờ em mất bình tĩnh mà em đánh nhau với nó, bị đuổi việc ở đây mất hay ra. Nó toàn nói mấy cái lời vô liêm sỉ thôi, thầy cho em đi nhờ một đoạn thôi. Thầy mũ bảo hiểm đâu đội vào? Em không có, thầy cầu kỳ thế nhở? Này 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 này, tôi nói cô Linh nghe nhé. Không phải là tôi cầu kỳ, mà là luật. Luật đấy, cô hiểu không? Em biết rồi, thầy nói ít thôi. Thầy nói nhiều là nhanh già lắm đấy. Em đi nhờ một đoạn, mày thầy vòng cửa sau của em, đi cửa này gặp nó. Nhanh 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 rồi, ôi. Anh thông cảm, cô ấy đang có việc bận, mong anh bỏ qua cho. Nói thật với đồng chí, tôi không nghĩ là mình bị bắt như thế này đâu. Nhưng mà không sao, sai là phải chấp nhận. Đồng chí cứ lập biên bản đi, chúng tôi chấp hành nghiêm chỉnh. Thầy buồn cười thế nhở? Mình là giáo viên, mình phải nghiêm túc, sai thì mình phải ký. Thầy vào ký đi. Thầy ký đi, lượm gì? Đôi hàng mi sau bao lời yêu mà anh dẫn dắt...